mất đi với cái Teddy Bear. Tiếng chuông ngày cuối xong mà cát chi ghê ra con xe cũ mà ba vẫn đang đứng đợi cho cô và cả lớp tâm hồn như đã chết. Cổ lòng còn quay mang với thằng bạn chơi sớm giặt thì vẫn là anh em dù không cùng quyết mặt. Mà sao lên lớp 2 ta sẽ cùng bắn phai phai để dừng ở mặt lần cuối cùng nhau cái đáng say vai có những đồ đáng ngay vai muốn đồ chơi ta trao bây giờ ta trắng ngay tay lời cô mắng nay mai chi ta không ngủ trưa mày đóng vai thằng cu ly nay chọn ông chủ chưa ta còn say lâu đài công chúa với nhà vua sứ giả nước láng gì để quân tới là thua cái chim trời cắm bay ngắm mày cho từng giây tuổi thơ ôi đừng lay thời gian tôi ngừng tay chút phai phơ từng hại mà chân tôi ngừng chạy bởi vì ngày hôm đó nên sư trường lấy theo qua thông báo xôn xáo quân dừng lại reo ca có một tên sát nhân đã leo vào trường học ánh mắt một cường ngạo thanh giả dạng rất giỏi đây còn tới mày tóc khỏi vì hắn có thể làm liều nói rồi la tắt đám học sinh có kiểm soát một tiếng thét lên cùng với cười rất hiểm ác học sinh chạy vào phòng giáo viên vội cài thay đã cũng tội vài em phút giờ đấy lắm chưa phát từ giấy trắng tôi sẽ nhau bài kiểm tra ẩn dụng nhân hóa dù có vài điểm ba đổ lại rồi cú tay qua sàn của tôi cứ ra của sao tôi cứ hát gửi lời con ngoài biển xa thực tại quá lực cho tôi trở về ngày xưa cầu trượt đu quay hẹn nắng thì trời ngày mưa bóng bi hỏi mày về chưa bố với cô thầy về chưa buồn và lùi trên vai rời xa cổng trường thân yêu xuống xa lộ bên ngoài đời ta phóng đường chân rêu ai có nhiều vừa vẫn còn đây ai gió chiều thơ thẩn còn may ai hương nồng Milo vẫn còn say ai uống sữa xong ăn bánh mì cay ai cho ta được trở về ngày xưa nơi bình dị mà không gánh nặng nề gió thổi nước ở quê đầy mưa mình đi xa ống ánh chân quê yeah. Mùa phượng hồng thắm nào còn mãi giáo viên bạn bè cùng reo ca trường đường nồng ấm Sài Gòn dài sau tiếng hét ve lúc theo hoa ai mà phượng và đôi mắt nay ai rời xa trường tôi trách ai ai điều đó bây giờ thôi vắt vai ai âm nhạc thì phải bắt tay ai hai ngày như ngỡ là 200 Tết đến xa trường xa lớp và cây xanh nhớ cả đàn gà vây quanh nghe cô kế chị của triệu đã hay tranh đấu với An Dương Vương muốn chia đồ chơi thì phải xem thương lượng cô giáo là ác quỷ trước mặt ba mày thì hì sau lưng thì đánh đập cái nghề làm vì tiền thằng bạn đó sao thì ghiền có xếp hình thì vào đây xa xa ông chú hộ cháu trường nào đấy cái mặt cháu cũng trẻ cho cháu thường tầm con trường của cháu đây là trường mầm non